Người tốt nhất đến rất bất ngờ, đó là quý nhân trong tình yêu của bạn. Người ấy đến vào thời điểm bạn đang rung động trong lòng biết ơn, rung động trong lòng từ bi. Bạn không còn bị phân tâm bởi những thế lực từ bên ngoài, mà bạn rung động trong lòng biết ơn tất cả những người bạn gặp, biết ơn tất cả những trải nghiệm bạn trải qua để củng cố cho bạn, để hỗ trợ cho bạn phát triển trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Bạn dễ dàng mở rộng tình yêu bên trong mình cho tất cả những người xung quanh bạn. Bạn ý thức rất rõ ràng, bạn rất giàu có tình yêu, cho nên bạn liên tục nỗ lực không ngừng, hỗ trợ tích cực nâng đỡ tinh thần cho những người xung quanh, dùng tất cả những nguồn lực bạn có để nâng đỡ mọi người ngày càng phát triển tích cực. Khi bạn tập trung vào năng lượng của sự dồi dào, bạn tạo ra một tần số rung động rất cao. Quý nhân trong tình yêu sẽ xuất hiện trong thời điểm này để hỗ trợ tích cực cho bạn, để trợ lực cho bạn hoàn thành xuất sắc tất cả những mục tiêu ước nguyện của mình. Bởi vì bạn xứng đáng trải nghiệm một cuộc sống giàu có thịnh vượng cân bằng, trải nghiệm một tình yêu đích thực trong cuộc đời này. Bạn luôn cam kết lựa chọn tình yêu, thể hiện với bản thân mình và với tất cả những người xung quanh. Đây là hành động sống thuận theo dòng chảy cuộc sống, sống đúng theo quy luật tối cao của vũ trụ. Cả vũ trụ luôn hiệp lực hỗ trợ cho bạn, vô số phước lành đến với cuộc sống của bạn.